Xin chào buổi sáng tất cả các bạn, và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu và cập nhật bảng giá cho tất cả các bạn những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay đang có ạ. Trước tiên khi đi vào giới thiệu thì em xin cũng giới thiệu luôn, cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền của chúng em là ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102 để được tư vấn và lên đơn hàng. Tất cả những comment qua Zalo hay là trên YouTube bên em đều không chấp nhận đơn hàng ạ. Các bạn lưu ý giúp em là bên em chỉ chấp nhận đơn hàng duy nhất qua số điện thoại nhé. Vâng ạ, em xin phép được vào công việc chính của ngày hôm nay luôn. Đó là báo giá những mặt hàng lan của ngày hôm nay ạ. Ở đây thì hôm nay bên em sẽ chủ yếu là thanh lý một số những cái lan còn sót thôi, bởi vì là bên em sẽ chuẩn bị nhập một đợt hàng mới về rồi. Đầu tiên em xin được thanh lý ở đây sẽ là cái mặt hàng lan hoàng thảo xoắn nhé. Hoàng thảo xoắn hiện giờ em chỉ còn một rề duy nhất này thôi. Cái rề này nó rơi vào khoảng tầm 1,5 cân ạ. Bên em bán với mức giá là 250.000 cho 1 kg. Nếu bạn nào lấy luôn cả rề này thì em sẽ tính lên luôn là 1,5 cân nhé. Đây, với lại gửi luôn cho các bạn một khóm này luôn nhé. Bạn kèm thêm vào luôn, gửi luôn cho các bạn về trồng luôn. Đây là mặt hàng là lan hoàng thảo xoắn nhé. Tiếp đến trên đây sẽ là còn hai cái cốc đai châu Thái hàng thuần ạ. Hai cốc đai châu Thái này hàng thuần, bên em bán đai châu Thái hàng thuần cũng được khoảng 4 phiên nay rồi đấy ạ. Bây giờ chỉ còn mỗi hai cốc này, 200.000 một cốc nhé. Hiện giờ thì những cái cốc này cái mầm của nó lên đây cũng còn rất là bé bé ở đây đây trong này, nên là hiện giờ thì nếu mà nó lên hoa đấy thì sẽ không thể đảm bảo lên đúng Tết mà sẽ nở trong đúng xuân đấy các bạn nhé. Cốc này thì cái lá mít rất là dày đây, cái này lá xếp đẹp lắm nhé, 200.000. còn bên này cũng là một cốc đai châu Thái hàng thuần đấy ạ, cũng rất là đẹp, còn hai cái cốc nhỏ xinh này thôi cũng 200.000 nhé. Rồi ạ, tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan hoàng thảo vôi ạ. Đây là hoàng thảo vôi loại đẹp nha các bạn, 260.000 đồng cho 1 kg ạ. Hoàng thảo vôi loại đẹp, đảm bảo thân dài và có cả thân hoa luôn nhé. Còn bên đây là hoàng thảo vôi hàng thanh lý. Hàng thanh lý bên em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg, thích hợp cho những bạn đem về nhà vườn trồng để ghép và chơi hoa vào những mùa sau, hoặc là để thuần cây, bởi vì cái tỷ lệ thân già nó nhiều hơn nhé, thân hoa ít thôi. Vâng ạ, và ở đây nó còn có cả những cây có thể là bị gãy ngọn nữa, nên là bên em cho vào đến mục thanh lý. Tiếp đến trên đây bên em còn một ít cái lan hạc vĩ bắc ạ. Hạc vĩ bắc thì là bên em cũng bán rất là nhiều phiên rồi đấy ạ, 260.000 đồng cho 1 kg, giá không đổi, bởi vì đây là một trong những loại lan rất là dễ trồng, dễ thuần và được rất nhiều bạn sưu tầm. Bên cạnh hạc vĩ bắc em xin giới thiệu tiếp ở đây sẽ là mặt hàng lan Điện Biên Đông ạ. Điện Biên Đông 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Khô đều đẹp vàng óng luôn rồi các bạn ạ. Đây lại sót đâu ra một cây chồn này. Cái chồn nãy chắc em để ra rơi qua thôi. Đây ạ, 150.000 đồng cho 1 kg Điện Biên Đông ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan Long Tu Xuân loại đẹp ạ. Long Tu Xuân loại đẹp, dài đều đẹp luôn, bao gãy ngọn, dập gãy nhé. Không thể gãy ngọn và dập gãy khi gửi đi được luôn ạ, bởi vì bên em gửi đi ở đây nó đã khô đều đẹp lắm rồi. Để vào trong thùng thì bên em sẽ cố gắng để rất là chặt luôn, đóng gói kỹ càng cho các bạn luôn ạ. 250.000 đồng cho 1 kg loại đẹp ạ. Còn Long Tu Xuân hàng giống thì bên đây bên em cũng còn rất là nhiều luôn, 200.000 đồng cho 1 kg. Hiện giờ thì cũng có một số bác muốn lấy số lượng lớn mà yêu cầu em giảm giá, thì thực ra thì em cũng không giảm giá được, bởi vì khi nhập vào Long Tu Xuân này là một trong những loại lan mà cũng rất là khó nhập, và thứ hai nữa là giá cao rồi. Hàng giống kể cả bán từ 20-30 cân trở đi thì em cũng vẫn bán là 200.000 đồng một tí thôi. Và bên em chỗ này chỉ còn khoảng tầm 30 cân ạ. Và dưới đây bên em còn hôm nay cái đuôi chồn nhé. Đuôi chồn thì là hàng đây thì em sẽ cầm lên từng cây cho các bạn xem này. Đây, mỗi cây nó như kiểu như này, 160.000 đồng cho 1 kg đuôi chồn. Đây là hàng đuôi chồn loại nhỏ nhé các bạn. Hôm nay chỉ có hàng loại nhỏ thôi. Nó rơi vào khoảng tầm 10 cây mới được 1 kg các bạn ạ. Và tiếp đến sẽ là mặt hàng lan đai châu giống nhé, đai châu rừng là hàng giống ạ. Đây là cái mặt hàng lan hàng chung này. Bên em để ở đây là đều giữ cái khô đều cho các bạn, bởi vì không thể tưới được. Khi mà gửi đi nếu mà tưới nước vào thì sẽ làm nặng ký, và thứ hai nữa là có thể xảy ra cái hiện tượng là bị úng hoa, nát hoa. Đây, hàng kg loại giống này nhé, đây là hàng chung này. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 cây hoặc là 10-12 cây một cân ạ, bởi vì là bên em đã để khô ráo lâu lắm rồi nên nó rất là nhẹ ký luôn. Các bạn mua được rất là được lợi cân luôn nhé, 550.000 đồng cho 1 kg ạ. Còn bên dưới này
sẽ là hàng loại to. Hàng loại to thì trước đây chỉ cần 4 cây cũng được 1 cân rồi, nhưng mà bây giờ nó khá là khô và đều rồi. Khoảng tầm 6 đến 7 cây mới được 1 cân nha các bạn, bởi vì nó rất là khô rồi đây. Đây là loại to đây. Cũng đồng mức giá là 550.000 đồng cho 1 kg nhé. Bác nào đặt loại nào thì có thể liên hệ ghi khi mà gọi đến số điện thoại đặt hàng đấy ạ, thì báo bên em luôn. Còn nếu không báo, bên em sẽ lẫn cả to cả nhỏ nhé. Vâng, tiếp đến em xin phép được giới thiệu tiếp, ở đây sẽ là mặt hàng lan đùi gà tròn ạ. Vâng, đây là lan đùi gà tròn nhé, 230.000 đồng cho 1 kg ạ. Chỗ này cũng chỉ còn khoảng tầm cân rưỡi thôi các bạn ạ. 230.000 đồng cho 1 kg ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan ngọc thạch ba màu ạ. Ngọc thạch ba màu cũng khô đều đẹp hết rồi ạ. 200.000 đồng cho 1 kg ngọc thạch ba màu ạ. Bên cạnh ngọc thạch ba màu sẽ là lan kiều vàng nhé các bạn. Kiều vàng 160.000 đồng cho 1 kg ạ. Cây rất là dài nhé, lần này không có cây nhỏ đâu ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan thập hoa, cũng đang mùa xuống lá, thập hoa còn rất là nhiều nhé, 150.000 đồng cho 1 kg ạ. Bên trên thập hoa, bên em còn có mặt hàng lan kim điệp xuân ạ. Đây là mặt hàng lan kim điệp xuân, cũng 150.000 đồng cho 1 kg nhé, cũng đang mùa xuống lá. Kim điệp xuân khi mà lấy về thì những cái lá mà nó xuống rồi đó, thì có thể để lại cái vết đen đen như này. Như đây nó không phải là bị thối đâu các bạn nhé, bởi vì cái lá nó xuống lá thì để lại cái vết như vậy thôi. Vết đấy là vết úa của lá rụng ạ. Kim điệp xuân hiện giờ sẽ ra hoa vào tầm cuối xuân nhé, có nghĩa khoảng tầm tháng 4 dương lịch các bạn ạ. Có một số cây nó lên mầm nụ rồi nhưng có chủ yếu là chưa lên. Và bên cạnh đây đó là mặt hàng lan sơn thủy tiên ạ. Sơn thủy tiên bên em bán vẫn xả là 170.000 nhé. Bởi vì cái giả hành đợt này nó lấy về khá nhiều thân già, cũng như là cái giả hành nó quá là mọng nước, rất là nặng ký luôn. Để em cầm thêm một cái này xem. Ừ, cái này cỡ chắc phải tầm 2 cân mất. Cái này gửi đi thì đúng là các bác phải lấy thêm các loại lan khác vào để cho bõ một lần gửi, chứ nếu không lấy này không nó cũng phải tầm 2 ký rồi. Đây ạ, sơn thủy tiên nhé, giả hành rất to và bự khủng luôn ạ. Bên cạnh sơn thủy tiên là mặt hàng lan trúc mành ạ. Trúc mành 250.000 đồng cho 1 kg nhé. Đây là cái loại lan mà rất là ưa ẩm và nước, cũng như là khá là khó thuần. Một ngày có thể là tưới nước phải tầm 2 lần nếu mùa nóng đấy ạ. Còn mùa lạnh này thì em cũng phải tưới trung bình là buổi tầm trưa trưa em cũng tưới khoảng 1 lần như này. Cũng đang cố thuần một giỏ để chơi đây. Hoa rất là đẹp. Bên cạnh đây là mặt hàng lan kim điệp nhựa, hay còn gọi là kim điệp thơm nhé. Đây là hàng thanh lý, có nhiều thân già nhưng cũng có những thân tơ nữa các bạn nhé. Chủ yếu là cái thân già mình lấy làm giống thôi. Có một số lác đác thân tơ nhưng vẫn có thể do ra hoa bình thường này. Những cái thân tơ này vẫn do ra hoa nhé. Loại hàng kim điệp thơm thanh lý 180.000 đồng cho 1 kg ạ. Bên cạnh kim điệp thơm thanh lý sẽ là hàng loại đẹp nhé. Đây là loại đẹp, loại to đây. Thân tơ đây, thân hoa đây luôn các bạn này. 250.000 đồng cho 1 kg kim điệp thơm loại đẹp. Tiếp đến, ở đây em còn một cái phần ý ngọc này. Phần ý ngọc này nó rơi vào khoảng hơn 1 cân rồi. À cái này 1 cân, để em xem nào. Đúng rồi, 1 cân, cỡ khoảng 1 cân thôi nhá. Khô nữa, nên là nhìn nhiều như vậy nhưng mà cũng chỉ khoảng 1 cân thôi. Em thanh lý luôn với mức giá là 130.000 đồng cho cái chỗ phần ý ngọc này nhá. Nó là 1 cân đấy ạ. Còn bên cạnh đây là mặt hàng lan đuôi chuột. Đuôi chuột chỗ này cũng còn hơn 1 cân, khoảng cân 3, cân 4 nha. Em cũng thanh lý luôn là 130.000 đồng cho phần đuôi chuột này nhá. Gom hết chỗ này vào luôn, có cả thân dài và thân ngắn nhá, phần hàng thanh lý đây. Có những thân dài thì nó sẽ là như này đây. Đây ạ, có những thân như này. Và có những thân có thể là nhỏ hơn. Em sẽ gửi vào hết cho các bạn luôn. Phần này phần lan đuôi chuột thanh lý mà, 130.000 đồng cho cái phần thanh lý này. Và bên cạnh đây em cũng còn một cái bó hương vani. Hương vani bó này nó thân cũng rất là khô và đều đẹp, nhưng mà đợt này hương vani bên đầu mối họ không có này, không gửi được. Gửi được cho em mỗi một cái bó này thôi. Lại còn có cả quả nữa đây. Vâng, bán luôn theo phần thanh lý luôn, 100.000 đồng cho cái phần hương vani thanh lý này nhá. Đây thân rất là to luôn, to phải gần tầm đầu ngọn đũa rồi nhá. Đây, nhưng mà có ít quá nên em cho gửi vào phần thanh lý luôn, bán cho nhanh.
Bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan kim thoa nhé các bạn. Kim thoa thì có những cái rề mà khoảng tầm 8 lạng đến 1 cân đấy. Hoặc là có thể có những khóm nhỏ nhỏ hơn. Em bù vào để cho bù đủ số lượng thôi. 100.000 đồng cho 1kg hàng kim thoa nhé. Bên cạnh kim thoa sẽ là mặt hàng lan môi tua ạ. Môi tua 100.000 đồng cho 1kg luôn. Cũng bằng mức giá kim thoa thôi. Môi tua đợt này cái thân giả hành nó cũng rất là dài đây này. Đây, môi tua rất là đẹp nhé. Lá vẫn còn rất là mướt luôn. Và tiếp đến sẽ là mặt hàng lan phi điệp vàng ạ. Phi điệp vàng hàng Điện Biên nhé các bạn. Thân rất là to. Thân cái cây tơ này cũng lên phải tầm 50 phân rồi. Cái cây tơ này đây. Cái tơ ở nó đây. Chủ yếu là lên cây tơ hết rồi các bạn ạ. Còn thân mẹ thì cũng phải tầm có những thân phải 1 mét cơ. 1 mét rưỡi. Vâng, 150.000 đồng cho 1kg phi điệp vàng nhé. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay bên em mới cập nhật ạ. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0984754102 để được tư vấn và lên đơn trực tiếp. Em xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau ạ.